Duy Linh rất vui gặp lại quý vị và các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Trước khi vào câu chuyện, Duy Linh xin kính chúc thấy quý vị và các bạn luôn luôn được bình an và thành công trong cuộc sống. Duy Linh cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã gửi câu chuyện về cho Duy Linh đọc lại cho mọi người nghe. Và hôm nay, Duy Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn nghe tiếp tục câu chuyện có tiêu đề Chuyện tình anh Grab và cô bán hàng rong vì nguyên tắc cộng đồng. Nên tên nhân vật trong câu chuyện Di Linh đã thay đổi. Tạm thời Di Linh đặt bạn nam này tên Bảo nha quý vị. Rồi bây giờ Di Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn nghe bạn Bảo kể câu chuyện của bạn nha. Em xin chào anh Di Linh. Em xin chào toàn thể mọi người. Em tên là Bảo, năm nay em 30 tuổi. Quê của em ở Bình Dương. Gia đình của em có 5 thành viên, gồm có ba mẹ em và hai em trai của em và em. Nhà của em trước đây rất là nghèo. Từ lúc mà em còn nhỏ đó thì em học lên được tới lớp 8. Lúc đó thì học vấn em học rất là giỏi, nhưng mà em cũng phải nghỉ. Tại vì nhà quá khó khăn đó, nên là buộc lòng em phải hy sinh, em phải nghỉ học để đi làm với ba mẹ để kiếm tiền nuôi hai em ăn học. Ngày ngày em cùng ba mẹ đi làm thuê làm mướn cho người ta. Thời điểm lúc đó, cha con làm thuê cho người ta rất là khó. Ba làm lãnh, em làm còn dễ. Còn ba làm ngày đó, thì ba làm, ba ăn một công, còn em làm thì ăn nửa công. Nhưng mà ba đi làm tới đâu đó, ba cũng năn nỉ, người ta đã đời, người ta mới nhận em vào làm việc. Ngày nào cũng vậy, cha con em cũng lặn lội vào trong rừng đó, làm việc cho người ta. Tại vì vườn của ta ở nằm sâu trong rừng đó, nên là từ nhà đi vô tới trong vườn đó khá là xa. Trời nắng thì đi còn dễ, còn trời mưa đó là đi đường đất mà đất đỏ vì cũng biết nó trơn dữ lắm. Đi có khi té lả mình hết trơn. Nhưng mà ngày nào cha con cũng phải đi làm. Thời điểm lúc đó đó thì mẹ em cũng đi làm, nhưng mà mẹ làm gần nhà hơn. Còn cha con của em thì đi làm trong rừng. Hai em của em dần dần lớn lên, đi học lớp càng ngày càng cao. Đến khi mà em 20 tuổi đó, em mới xin ba mẹ là em vào thành phố Hồ Chí Minh, em chạy Grab. Tại vì lúc đó là Grab mới thịnh hành luôn. Em xin ba mẹ không cho đi đó, em cũng quyết định đi. Tại vì bạn của em xuống Sài Gòn đó, chạy Grab một tháng tới 30 triệu, 30 mấy triệu. Trong khi hai cha con em ở quê đó, làm một tháng như vậy đó, hai cha con luôn có 10 mấy triệu thôi. Lúc đó hai em của em đó, là một đứa học lớp 12 và một đứa thì học năm nhất đại học. Nên là tiền học rất là cao. Lúc đó thì em xin ba mẹ không cho. Ngay thời điểm lúc đó thì em im lặng. Nhưng mà trong lòng của em quyết định là tối lại em sẽ bỏ nhà ra đi. Lúc đó đó ở nhà của em có chiếc quen pha. Nói chung là mới lắm. Gia đình mua thì để ở nhà, chỉ có đi đám tiệc thôi. Đêm đó đó em cũng soạn mấy bộ đồ. Rồi ở nhà ngủ hết rồi đó. Thì em cũng đẩy xe ra. Rồi em chạy thẳng xuống thành phố Hồ Chí Minh. Khi em xuống thành phố Hồ Chí Minh đó, em mới nhắn tin về cho ba mẹ. Em nói là em đã thuê được nhà trọ rồi. Em quyết định là ở dưới Sài Gòn làm việc để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ để nuôi em ăn học. Thì ba mẹ cũng rầy, nhưng mà rầy sơ sơ thôi. Nhưng mà hai đứa em của em á là nó không có hiểu cho em. Vì chiếc xe đẹp ở nhà em đó là hai đứa em của em nó thường lấy đi, nên bây giờ em lấy chiếc xe đó đi rồi đó, thì hai đứa em của em nó rất hận em. Nó nói ở nhà có một chiếc xe đẹp thôi mà em cũng lấy đi xuống Sài Gòn. Lúc đó thì hai thằng em của em nó giận em. Trước mắt hai đứa cứ nghĩ là em lấy chiếc xe ở nhà đi, nên là ở nhà hai đứa không có xe đi chơi với bạn bè, nên là hai đứa rất là ghét em. Khi mà em xuống em thuê phòng trọ đó, là kế bên phòng trọ của em là có một cô đó cũng xinh đẹp lắm. Cô là người Quảng Ngãi, cô tên là Thảo. Khi em đến thuê phòng thì cô đã thuê phòng rồi. Buổi chiều hôm đó đó, cô đi bán đồ hàng rong. Cô đẩy chiếc xe ba bánh, cô đi bán bánh lọt và bán chè. Cô đi bán về, cô thấy căn phòng có chủ mới đó. Rồi cô cũng qua nói chuyện, hỏi thăm. Tính của cô vui rồi, em cũng quạt bát đó. Nên là hai cô cháu nói chuyện cũng vui lắm. Khi xuống thành phố Hồ Chí Minh thì bạn em hỗ trợ mở app cho em. Khi mà app mở xong rồi đó thì mấy bữa sau đó bắt đầu bắt tay vào chạy đó. Thì chạy rất là ngon. Một ngày kiếm mấy trăm ngàn nhưng mà rất là khỏe. Rồi ngày ngày đó thì em đi làm thì thôi. Về nhà thì cô cháu trò chuyện. Nếu mà cô có nhà thì hai cô cháu trò chuyện vui lắm. Ngày nào em cũng ủng hộ cô một ly. Không buổi chiều thì cũng buổi trưa. Thời điểm lúc đó là em xuống giữa tháng. Em chạy cho tới cuối tháng là được 14 triệu. Thì lúc đó là em chạy một ngày gần 1 triệu, có ngày hơn 1 triệu luôn. Tới cuối tháng đó, em mới ra ngân hàng, em rút tiền, rồi em mới gửi tiền về cho mẹ là 10 triệu. Còn mấy triệu lẻ đó, em bỏ túi lại. Khi mà em bước chân vào con đường chạy Grab đó, thì em thấy là thu nhập mình khá là ngon. Nên là em chạy cả ngày lẫn đêm. Có đêm em chạy tiếp 1-2 giờ sáng. Sáng thì về ngủ mấy tiếng, rồi tiếp tục chạy nữa. Tháng tiếp theo đó, em chạy gần 30 triệu. Thì lúc đó em thấy cảm thấy là rất là sung sướng. Lúc đó là em cảm thấy là cái con đường em chọn đó, nó đi đúng đắn. Và hiện tại bây giờ thu nhập em rất là cao. Khi mà em chạy thu nhập tiền cao đó, thì cứ 2 tuần em rút tiền rồi em gửi về cho mẹ. Tại vì ở quê đó, mẹ cũng mượn tiền họ hàng để lo cho em đi học.
Nên là em chả có tiền thì em gửi về quê. Cứ như vậy đó, em giữ lại bản thân cũng vài triệu thôi. Em chạy bôn ba như vậy đó, được 10 tháng. Thì thời điểm lúc đó là Tết. Tết năm đó em về đó thì đồ ở Sài Gòn mà chỗ mấy công ty người ta bán đó cũng rẻ lắm. Em mua mỗi một người là 3 bộ. Mẹ cũng có luôn. Ngày hôm đó em mua 10 mấy bộ đồ. Em quải một cái ba lô về nhà. Nhưng em không ngờ Tết năm đó về đó, em cảm thấy rất là đau lòng. Bởi vì đó, khi em về đó, ba mẹ không có nhà, chỉ có 2 em trai ở nhà thôi. Em mới lấy đồ ra đó và tặng 2 em trai mỗi đứa 3 bộ đồ. Thì cái thằng em kế em đó, nó cầm 3 bộ đồ, nó chọi ngược vào mặt của em. Nó mới nói ở nhà có một chiếc xe mà ông xách ông đi vậy đó, cả năm trời ông mới về. Giờ ông về ông cầm 3 bộ đồ này về đây, tôi không có cần những bộ đồ của ông. Nó chọi vô mặt em và nó nói như vậy. Lúc đó thì em rất đau lòng. Lúc đó em mới nói mấy tháng nay đó tiền tụi bay đi học từ đâu ra. Tụi nghĩ là một đứa học lớp 12 và một đứa học đại học đó, ba mẹ có lo sợ hay không? Hai đứa cứ hỏi mẹ đi, hàng tháng anh gửi tiền về như thế nào. Rồi lúc đó thì muốn nói gì nói, nhưng mà hai đứa em của em nó không có hiểu cho em. Nó cứ nghĩ trước mắt là em lấy chiếc xe đi là nó mất phương tiện nó đi chơi, nên là nó rất ghét em. Rồi ngày hôm đó thì em cũng không tranh luận với hai đứa đó nhiều. Tới chiều ba mẹ về thì em cũng tặng đồ cho ba mẹ. Rồi Tết năm đó về đó, em đưa cho mẹ 20 triệu, còn số còn lại thì em bỏ túi. Lúc đó em về thì em cũng giống như là cái gai trong mắt của hai đàn em. Em về quê là ngay bữa 28, thì tối hôm 8 đó, gia đình ăn cơm, hai đàn em của em mặt lớn mặt nhỏ. Lúc đó em mới hỏi mẹ, mấy tháng nay con gửi tiền về, mẹ có trả nợ hết chưa? Mẹ mới nói là trả nợ hết rồi, bây giờ còn dư được 15 triệu. Em mới nói bây giờ cận Tết quá rồi, ra Tết đó, ba mẹ đi mua cho hai em một chiếc xe khác đi, cho hai em chạy. Đó thì thằng em kế của em nó chọi với cơm xuống cái bàn cái rầm, nó là ông nói như vậy là không khác nào sỉ nhục tôi. Lúc ông về đó tôi có nói vấn đề chiếc xe, bây giờ ông nói như vậy đó không khác nào ông đánh cái đòn phủ đầu. Em thì em nói tình thật, nhưng là hai thằng em của em á thì nó ngông cuồng lắm, nó cứ nghĩ là em sỉ nhục nó. Ba mẹ cũng can hết ba đứa. Rồi ăn bữa cơm đó xong thì em cảm thấy là buồn dữ lắm. Tối đêm đó thì em nằm ở Hoàng Tư đó, em nằm sáng đêm Hoàng Tư luôn. Mà quý vị biết là ở quê mà xung quanh cây cối không, muỗi rất là nhiều. Nhưng mà tối đêm đó nó tâm trạng em rất là buồn, đau lòng dữ lắm. Đau lòng cho hai thằng em của mình, nó không hiểu. Em ở nhà một đêm, sáng hôm sau là 29, em mới nói với ba mẹ. Còn ở nhà thì hai thằng em nó không vui, nên là con quyết định chạy xuống Sài Gòn. Tết năm nay con không ăn Tết cùng ba mẹ, ba mẹ ở nhà ăn Tết vui vẻ. Lúc đó thì mẹ em khóc nhiều lắm, em cũng khóc rất nhiều. Ba thì cũng không cho đi, ba nói làm gì làm, tụi bay cũng là anh em mà. Mỗi một đứa nhịn một tiếng. Thì lúc đó em cũng nói với ba em, ngày hôm qua nay đó con nhịn cũng rất nhiều rồi, con cũng phiền em nhiều lắm. Nhưng mà hai đứa đâu có nghe những gì con nói và đâu có hiểu những gì con làm. Trong mấy tháng qua đó con có gọi về cho tụi nó, nhưng mà đâu có đứa nào nghe điện thoại của con. Thậm chí là bây giờ nó chặn luôn số của con gọi cũng không được. Nên là trong mắt của tụi nó đó không có con nữa. Nên bây giờ con ở nhà đó thì Tết năm nay chỉ hai đứa sẽ buồn. Nên là con quyết định rồi, con sẽ xuống Sài Gòn trở lại. Chắc có lẽ là sau này đó, con sống chết gì cũng ở bên ngoài, con sẽ không về nhà nữa. Hàng tháng đó, con sẽ gửi tiền về cho ba mẹ. Lúc đó thì ba mẹ rầy em nhiều lắm, ba mẹ không cho đi, ba mẹ đâu có canh em hoài được. Lúc đó thì em cũng không có cãi nữa, em cứ im lặng. Rồi ba mẹ cứ lo dọn dẹp nhà cửa để ăn Tết. Em về nhà lại cũng có chỉ mấy bộ đồ thôi. Bây giờ nếu em quải đồ đi, ba mẹ không cho đi. Lúc đó đó em cũng bỏ đồ đạc ở nhà, em chỉ xách xe em chạy thôi. Khi em xách xe em chạy đi rồi thì em chạy thẳng xuống thành phố Hồ Chí Minh. Mà trên đường em đi xuống Sài Gòn em khóc rất là nhiều, em khóc từ nhà cho tới xuống Sài Gòn. Em tức cho hai thằng em của mình, nó không hiểu. Khi xuống Sài Gòn rồi em đau lòng lắm. Khi em xuống phòng trọ đó thì em thấy cô Thảo vẫn ở đây, cô không có về quê. Em mới hỏi cô Thảo là ủa sao cô không về quê ăn Tết. Nó cô mới hỏi em là sao Bảo không về quê ăn Tết mà chạy xuống đây. Em mới nói con có chuyện buồn nên là về nhà không vui đó, thôi con chạy xuống đây tiếp. Em mới hỏi là nguyên nhân sao mà cô không về quê ăn Tết với gia đình. Khi em nhắc tới đó thì cô khóc. Em mới nói thôi bây giờ cô đừng khóc, hai cô cháu mình đi cà phê. Cô cháu mình biết nhau lâu lắm rồi, con cũng chưa mời cô đi cà phê nào, nhưng mà cô có mời chạc con rồi. Hôm nay con mời cô đi uống cà phê, cô cũng đồng ý đi. Cô cũng lên bộ đồ đẹp bóng lưỡng rồi em cũng chở cô ra quán cà phê. Hai cô cháu ngồi cà phê và trò chuyện thì cô mới kể về cơn bão mà đã cuốn hết gia đình của cô đi đó. Chồng và hai con trai của cô đã bị bão cuốn mất xác. Đó là Tết đó, quán cà phê vắng lắm. Cô kể thì cô khóc nhiều lắm. Em thì chỉ biết lắng tai nghe.
rồi an ủi cô. Cô mới hỏi em về vấn đề tại sao em chạy xuống phòng trọ tiếp. Thì em cũng kể sơ sơ về hai thằng em của em đó. Giữa em với cô bây giờ hoàn cảnh giống nhau, là hai người đều sống ở nhà trọ. Hai cô cháu cũng ngồi uống cà phê cho tới 10 giờ luôn mới về phòng trọ. Khi về thì em ngủ một giấc cho tới sáng. Sáng bắt đầu mở app lên, em chạy xe. Nhưng mà em không ngờ những ngày Tết đó em chạy xe giống như là trúng số vậy. Em nói không biết quý vị có tin không, đêm giao thừa em chạy 4 triệu. Lúc đó đó em chạy một người chừng 5-70, người ta chọn 100-200 ngàn. Tại vì ngày đầu năm đầu tháng đó người ta đi chùa nên là em chở đó, nên là mọi người lì xì rất là nhiều. Thế em nghĩ là ngày đó em chạy chắc khoảng chừng 1 triệu, hơn 1 triệu, nhưng mà cái ngày đó thu nhập của em hơn 4 triệu. Có nhiều cô sang lắm, chở cô đi vậy đó, cô lì xì cho 500 ngàn, cô không cần hỏi là bao nhiêu tiền, móc 500 lì xì. Khi em chạy xe mà được nhiều khách đó, em bận rộn rồi thì em cũng không có suy nghĩ về gia đình của mình. Từ lúc mà em quen biết với cô Thảo rồi đó, là khi nào mà cô nấu món gì ngon là cô phải nấu cho em một phần. Em thì ăn cơm bụi là nhiều nên là đâu có nấu gì ngon để cho cô. Cứ 2-3 ngày là cô nấu một món ngon cô đem qua em. Rồi cứ như vậy đó thì em chạy ra tới mùng 10 là em có được mấy chục triệu. Lúc đó thì em mới điện em nói ba trước. Em mới nói là con về, con cầm tiền về rồi con với ba đi mua xe. Ba cũng đồng ý. Trưa mùng 10 đó em mới chạy về quê. Khi về tới quê thì em cũng chở ba ra một cửa hàng xe rồi mua một chiếc xe Isuzu. Ba chạy xe mới còn em chạy xe em. Khi về tới nhà thì cha con em đang ngồi nghiên cứu chiếc xe, thì thằng em kế của em nó về tới. Lúc đó thì nó cũng sừng sừng rượu rồi, nó làm trời làm đất, nó thấy chiếc xe em mua về, nó nói là em dằn mặt đó, nên là nó giác cây lại, nó đập xe, chiếc xe mới vậy nó đập bên chành luôn. Lúc đó thì em mới nói là mày muốn làm cho nó mày làm, xe thì anh đã mua rồi, mày không để đi thì mày tàn phá, thì sau này mình đi bộ. Lúc đó thì nó mới giác cây, nó quýnh luôn cả em. Ba mới nhảy vô ba đỡ thì nó cũng nện cho ba mấy cây, tại vì nó nện đang nện em đó, ba nhào vô rồi nó cũng nện cho ba mấy cây. Lúc đó thì em khóc nhiều lắm, khóc không phải là khóc mình đau mà khóc là mình đau lòng vì thằng em của mình nó quá mất dạy. Thì em không còn đường để mà nói nữa, tại vì em biết thằng này bây giờ bất trị rồi. Bữa hôm đó thì mẹ không có nhà, ở nhà ba cha con xô xát tùm lum hết á. Lúc đó thì giữa ba em với thằng em kế em á bắt đầu lung tung beng hết. Em gỡ ba ra được thì thằng em muốn đánh em la dữ lắm. Xong rồi cuối cùng em xách xe em chạy đi. Em chạy một đoạn ra ngoài em đứng ngó lại thì em thấy ba em với thằng em kế em là hai người không còn đánh nhau nữa. Rồi thôi em cũng chạy một mạch xuống Sài Gòn. Khi xuống Sài Gòn rồi đó thì thỉnh thoảng đó em cũng gọi về hỏi thăm ba mẹ thôi, chứ còn hai thằng em của em bây giờ có gọi cũng không được, mà em cũng không muốn gọi. Em ở Sài Gòn em chạy cho tới rằm tháng 7. Buổi chiều hôm đó em chở khách vô Vĩnh Lộc á, rồi em mới chạy xe ra. Thì tới một đoạn đường vắng ấy, em mới đậu lại và em đi vệ sinh. Thì cái đường đó xe chạy cũng nhiều lắm, nhưng mà giờ mắc tiểu quá thì buộc phải dừng lại đi. Thì em cũng đi sâu sâu vô trong xíu để xe ở ngoài. Lúc đó thì có hai tên trộm nó xuất hiện mà em không hay. Em đang đi vệ sinh quay mặt vô trong mà khóa xe thì em cầm trong tay á. Nhưng mà quý vị cũng biết là chiếc quen pha đó, cái chìa khóa dẹp của nó dễ ăn trộm lắm. Nhưng mà trước nay thì em không có biết. Lúc đó em đang đi vệ sinh thì em nghe cái tiếng máy nổ đệ làm cái em ngó lại một cái và nó chạy cái vụt rồi. Em chạy ra ớ thì nó chạy mất. Thời điểm em bị mất xe đó là mới 10 giờ 7 sáng thôi, em còn cầm cái chìa khóa trên tay. Lúc đó thì em đã mất chiếc xe, thì em cũng đi trình báo công an đó. Rồi sự việc đó thì công an tìm cũng đâu ra. Em chạy ráp, rồi bây giờ em phải đi ráp về phòng trọ của mình. Khi mà về tới phòng trọ rồi thì rất là buồn. Tháng đó em chạy được 20 triệu, nhưng mà em gửi về cho mẹ 15 triệu. Bây giờ em còn 5 triệu thì em đâu thể nào mua xe. Em nằm trong phòng trọ cho tới chiều. Em nói bây giờ không biết tiền đâu mua xe, mà bây giờ nằm ở phòng trọ hoài thì cũng chết đói. Tới trưa hôm đó thì em đi bộ ra đục đường, thì chỗ mà cô Thảo bán bánh lọt đó, em ra đó thì ăn bánh lọt. Thường ngày em đến em chạy xe, còn bữa nay em tới em đi bộ. Thì cô Thảo mới hỏi là xe của Bảo đâu mà đi bộ. Em mới nói xe của con bị người ta ăn trộm rồi. Em vừa nói vừa cười. Cô mới nói mất xe mà cười. Em mới nói giờ biết sao giờ cô, giờ mất mất cũng phải cười chứ. Mà mấy thằng đó nó cũng ác, con có chiếc xe mà giờ anh lấy rồi, con giống như mà bị cục chân không biết sao mà đi. Cô mới hỏi bây giờ có tiền mua xe mới không. Em mới nói dạ không, tháng này con mới gửi tiền cho mẹ hết 15 triệu rồi, giờ còn có 5 triệu à. Cô nói để chiều cô về đi cô tính cho. Ngồi ăn bánh lọt rồi trò chuyện với cô một hồi rồi thôi em cũng vào phòng trọ nằm chơi queo trong đó, bấm điện thoại coi muốn thúi mắt. Cô bán tới 8 giờ cô mới về. Bán về xong rồi tắm rửa rồi cô qua phòng mình em, cô ngồi nói chuyện. Cô mới hỏi Bảo bây giờ mua chiếc xe khoảng nhiêu tiền. Em mới nói bây giờ mua là chiếc xe giống như con mắt á, là cũng phải 20 triệu. Cô Thảo mới hỏi là bây giờ Bảo có được nhiêu tiền. Em mới nói giờ con có 5 triệu hà. Cô Thảo mới nói để ngày mai tôi ra ngoài ngân hàng đó tôi rút tiền cho.
rồi đưa cho mượn, rồi mua xe khác chạy. Mà đợt này đó gắn chống trộm đi cho an toàn, chứ đi xe mà không có chống trộm đó, tụi nó chỉ cần bẻ phá thì nó chạy tốt. Em mới nói bây giờ con mắc trâu rồi thì chắc chắn là mua trâu lại thì con phải làm chuồng cho ngon rồi. Nếu mà con mua xe mới được thì con sẽ gắn phá chống trộm cho nó an toàn. Cô mới nói yên tâm đi, để ngày mai tôi đi rút tiền về đưa cho mượn. Khi mà em nghe cô nói vậy thì trong lòng vui dữ lắm. Cô mới rủ em ra quán uống cà phê. Rồi thôi hai cô cháu cũng đi ra quán uống cà phê, rồi trò chuyện cho tới khuya. Tại vì ngày mai cũng đâu có xe đâu mà chạy, nên là bây giờ cũng đâu cần về sớm. Hai cô cháu ngồi trò chuyện cho tới gần 11 giờ đó. Rồi thôi hai cô cháu cũng đi tịch tan vô phòng. Vô phòng thì em cũng ngủ giấc cho tới sáng. Sáng ngày hôm sau tới 7 giờ mấy cô rủ em đi ra ngoài ăn hủ tiếu. Rồi thôi hai cô cháu cũng đi ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu xong rồi thì hai cô cháu mới bắt ráp đi đến ngân hàng. Khi đến ngân hàng thì cô vô rút tiền, em chờ phía trước á. Cô rút 20 triệu, cô cầm ra đưa cho em mượn. Cô mới đi ráp về, còn em thì đi ráp đến chỗ bán xe. Khi đến cửa hàng xe đó thì em mua lại một chiếc Alpha, màu cũng đúng màu đó luôn. Em cũng nhờ ở bên cửa hàng đó gắn phá chống trộm luôn. Thì gắn phá thì mới chịu mấy nữa. Rồi lúc đó mua xe về rồi thì chưa có bản số đó, nên là đâu có chạy xe được. Đậu xe ở nhà cứ ngày ngày đó. Thì em cũng ra phụ cô bán hàng, bán bánh lọt đó. Thì khi nào khách đông thì cũng phụ cô người ta vậy thôi, chứ bình thường cô làm không à. Em ở nhà như vậy suốt 2 tuần luôn. Tại vì người ta hàng 2 tuần mới có giấy tờ. Khi mà có giấy tờ rồi mới cầm xe chạy đi được. Tại điểm đó thì em muốn sạch tiền rồi. Ngày ngày đó cô Thảo ăn cái gì thì cô mua cho em cái đấy. Cô không mua thì ở nhà em cứ chiên trứng, rồi hay là luộc trứng, em chỉ ăn những mấy món đó thôi. Tại vì em không biết kho đồ ăn. Thời gian trôi qua cho tới 2 tuần. Thì trong khoảng thời gian mà 2 tuần đó đó, ngày ngày em ra phụ cô Thảo bán tới chiều về. Tối đêm nào cô Thảo cũng qua phòng của em. Cô Thảo trò chuyện với em. Và cô Thảo mới tỏ tình, và cô Thảo nói là cô Thảo thương em. Thì lúc đó em nghe giống như là trời sét ngang tay mình. Khi mà em nghe một cái cú sét ngang tay của mình là cô Thảo nói cô Thảo thương em. Thì thời điểm đó đó là em 23 tuổi mấy, còn cô Thảo đã 25 tuổi. Cô Thảo đã 43 tuổi rồi, còn em thì mới 23 tuổi. Cái tuổi tác chênh lệch với nhau rất là nhiều. Cô Thảo thì cũng còn trẻ, cũng còn đẹp. Nhưng mà đẹp theo cái lứa tuổi của cô đó. Khi cô nói như vậy đó, cứng miệng luôn, em không biết là nói chuyện với cô như thế nào. Cô nói với em chỉ biết ngồi im lặng và nghe, không trả lời một câu nào hết. Cô ngồi bên phòng em nói chuyện nhất gần cả tiếng đó. Rồi cô cũng đi về. Tối đêm đó em suy nghĩ rất là nhiều. Em nói trời ơi, sao mà trớ trêu vậy. Khi đó em là con trai nhõng nhẽo, còn cô ta thì đã 40 mấy tuổi rồi. Thậm chí là con trai cô ta chắc có lẽ còn lớn tuổi hơn em. Nhưng mà em không có dám từ chối cô ấy. Em chỉ im lặng vậy thôi, không có nói thêm nói bớt gì hết. Rồi sáng ngày hôm sau đó thì cô đi bán, thì em ở nhà ở không cũng chán, nằm trong phòng trọ cũng chán lắm, nên là em cũng ra ngoài để phụ cô. Tối cô về đó, cô qua phòng trọ, cô tâm sự với em. Đêm nào cô cũng tâm sự với em và cũng nói là thương em. Cô qua suốt cái dãy đó một tầng, thì buổi tối hôm đó ngồi nói chuyện ngon lành, tự nhiên cúp điện cái bạc, giống như mà ông trời đã thắt hợp giữa em với cô lại vậy. Cô mới nhờ cái dịp mà cúp điện đó cô mới tấn công em luôn. Em thì con trai mới lớn, súng ống thì nó ngon lành, chỉ cần gia chạm nhẹ cái thôi là súng nó lên nòng liền. Rồi việc gì đến cũng đã đến. Em cũng lao vào cô. Tối đêm đó cúp điện sáng đêm luôn, nằm rất là nực. Hai cô cháu ngủ một giấc cho tới sáng. Sau cái đêm đó rồi đó thì giữa em với cô Thảo làm như là không còn cái khoảng cách. Cô Thảo nói chuyện mạnh miệng lắm. Lúc đó em kêu cô thì cô Thảo sửa lưng liền. Cô Thảo mới nói là bây giờ kêu bằng tên đi, đừng có kêu cô nữa. Lúc đó em cũng lủng củng lắm, cứ kêu tên 2-3 lần thì cứ kêu cô một lần, cứ vậy. Cứ 1-2 hôm là cô cứ qua phòng và ngủ bên phòng em, cứ như vậy đó. Thì tới lúc mà xe em có bản số rồi, em cũng đi chạy ráp trở lại. Ngày ngày em rong rủi ngoài đường đó, à, tối về phòng trọ thì cô lại qua. Cứ như vậy đó thì thời gian kéo dài cho tới Tết. Lúc đó giữa em với Thảo sống như vợ chồng rồi. Tuổi tác thì chênh lệch rất là nhiều, nhưng bây giờ em thấy là Thảo rất là tốt với em. Thảo là một người tốt mà rất là đáng thương, bởi vì gia đình của Thảo đã bị bão quét đi hết rồi. Giờ Thảo đơn độc ở Sài Gòn. Nếu bây giờ mà em bỏ đi nữa, em sợ là Thảo sẽ nghĩ quẩn đó. Thì thời gian kéo dài cho tới Tết. Tới Tết thì em cũng gửi tiền về cho ba mẹ vậy thôi, chứ em không có việc quê. Em ở nhà trọ ăn Tết cùng với Thảo. Thì Tết năm đó đó thì em dành 3 ngày, em với Thảo đi chơi cũng nhiều nơi ở Sài Gòn. Xong rồi thì em mở app lên, bắt đầu chạy xe tiếp. Rồi từ ngày ngày đó em và Thảo sống như vợ chồng cho tới hiện tại bây giờ. Em không biết là cuộc sống của em sau này như thế nào,
Nhưng mà hiện tại á, thì em cũng không gọi là hạnh phúc, nhưng mà cũng có niềm vui. Và câu chuyện em kể cho mọi người nghe, đến đây đã hết rồi ạ. Rồi câu chuyện hôm nay chúng ta nghe đến đây đã hết rồi quý vị. Duy Linh hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những một chuyện tiếp theo nha. Bye bye.